Âm Phương, trầm tính, ít nói, sống hướng nội, kể chuyện xúc động. Nè mọi người à. Rồi, vô vô nè. Chị biết em không? Không. Thì nói chung là chặt bữa nay xong rồi, ngày mai mình sẽ lên Sài Gòn luôn, mình có về. Hôm nay mình quyết định chơi một bữa, một giờ mình đi luôn. Cái cây ốm nhỏ nhỏ này nè ha. Ở ngoài lễ em lắp phụ nó mọi người ơi. Con gái của tí là con gái đủ tí cưng như chứng tí hứng như hoa. Tí má thương con đứt ghen đứt cục đừng làm chuyện gì để tí má lo nha cục về. Nói con gái như là bao bối như rồi em chặt cái chúa tự dữ vậy trời. Bà nội ơi, chị có gì bà ếch nói, bà nội nói giùm con nha. Có bà nội cho mình. Người ra nè. Ơi, mình không có sợ gì hết á. Bắt quá thì mình không về quê nữa thôi. Gì Viu Hầm Cá Cha đi. Nói bạn buồn rớt nước mắt luôn mọi người nghe. Vài năm trước bà ếch, bà có nuôi một hầm cá cha. Nhưng sao không có gì hết. Khi mà nhà em bắt cây cầu cho cá ăn. Một tay em nuôi đàn cá, sáng em cho ăn, chiều em cho ăn, bữa trưa em cho ăn. Một tay em nuôi một năm mấy trời. Cho ăn thì em ăn cái gì? Thì làm cho nó ăn, cái nói thiệt em chưa có để nó thiệt thòi ngày nào luôn. Nó không có thiệt thòi ngày nào luôn á mọi người. Từng bao em gớt nước mắt, xúc động. Chị mà không chia cho ngàn nữa bà cố nội nè.